Báo mạng điện tử là một loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức một website phát hành trên mạng Internet, cung cấp thông tin tới độc giả một cách nhanh chóng, tức thời và tương tác cao. Khi các thiết bị điện tử trở thành công cụ không thể thiếu của bất cứ ai cũng là lúc báo mạng điện tử ngày càng phát huy được thế mạnh nổi bật của mình. Báo điện tử cung cấp thông tin tức thời, liên tục trong 24/24 giờ bằng cả chữ viết, tiếng nói và hình ảnh một cách sinh động. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường QMI, 73% người Việt đọc tin tức trên báo mạng mỗi ngày. Sự tương tác của báo điện tử giúp công chúng dễ dàng di chuyển trong trang báo hay giữa các trang báo với nhau, tham chiếu tới các nội dung khác, dễ dàng gửi góp ý, bình luận về tin bài. Đặc biệt, 40% độc giả lựa chọn điện thoại thông minh để thực hiện các tiện ích này. Ngoài ra, khả năng lưu trữ lớn và dễ tìm kiếm cũng khiến báo mạng điện tử trở thành người bạn thân thiết với bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến năm 2018, cả nước có 46 tờ báo mạng điện tử và tạp chí, 277 trang tin của cơ quan báo chí, gần 200 trang thông tin điện tử tổng hợp.